một hai nghiêng nước nghiêng thành sắc đành rồi tài đành hòa thông minh vốn sẵn tính trời. Kể từ năm 2016, Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế được tổ chức 3 năm một lần. Đây là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các đạo diễn sân khấu ở Việt Nam thể hiện những sáng tạo mới mẻ mà mình chưa từng thực hiện bao giờ. Họ đã dùng hình thức nghệ thuật mới, ngôn ngữ nghệ thuật mới để chuyển tải ý đồ của họ trong tác phẩm sân khấu. Trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ tư năm 2019, 14 vở diễn của các đơn vị nghệ thuật Việt Nam đều có sự thử nghiệm. Và sự thử nghiệm ấy có hiệu quả ra sao để sân khấu thực sự thu hút khán giả? Thực ra thì cái sân khấu thử nghiệm này thì nó là một cái cách làm của những người làm sân khấu không phải chỉ trong nước mà cả thế giới. Và nhất là những cái nước ở châu Âu thì người ta đã từng làm cái sân khấu thể nghiệm này từ những năm đầu của thế kỷ 20. Cho nên cái công việc thể nghiệm đó là cái công việc thường xuyên, thử nghiệm là cái công việc thường xuyên của người làm sân khấu. Có nhiều người cho rằng là cái sân khấu thể nghiệm là phải có khách. Mà chúng tôi hiểu cái sân khấu thử nghiệm là cái sân khấu không yêu cầu có khách, đó là cái việc làm riêng của những cái người trong nghề đi tìm một cái ngôn ngữ mới, đi tìm những cái tiếng nói mới. Thực ra thì đối với các tác phẩm nghệ thuật hoặc tác phẩm sân khấu thì chưa có thử nghiệm thì bản thân là bản chất của nghệ thuật là sáng tạo, những vở diễn bình thường cũng vẫn phải sáng tạo. Tuy nhiên thì trong cái quá trình sáng tạo với một thời gian dài là sân khấu của chúng ta chưa có sự đột phá về những cái tìm tòi tạo ra sự khác biệt, những cái mới, cái lạ, cái độc nó còn đang thiếu. Đặc biệt là đối với công chúng khán giả trẻ hiện nay thì người ta cần những cái tư duy và cái hình thức, cái cách kể chuyện nó phải khác với đại truyền thống. Cho nên mới có những cái cuộc liên hoan mang tính thử nghiệm. Thử ở đây nghĩa là có thể thành công, có thể thất bại. Tuy nhiên, nếu không thử, không làm mới thì sẽ không phát hiện được ra những cách mà chúng ta đi, chúng ta sẽ không có những cái giải pháp căn cơ về lâu dài đối với sân khấu Việt Nam để khi chúng ta hội nhập. Trong cái tình hình mà càng ngày rất nhiều cái hình thức sân khấu, hình thức nghệ thuật của các loại hình khác, ví dụ như điện ảnh rồi là ca nhạc, cho nên sân khấu nó cũng có nhiều cái tác động. Chính vì thế mà tổ chức cái liên quan sân khấu thử nghiệm này để có dịp mình trao đổi, mình tìm tòi để làm cho càng ngày cái sân khấu có nhiều hình thức để phát triển ngôn ngữ về mặt đạo diễn, có tìm tòi để có nhiều cái phát triển hơn. Sự nghiệp sân khấu cần lắm, bởi vì là sân khấu của chúng ta hiện nay là đang bế tắc. Chúng ta đang lâu nay chúng ta là sân khấu không có khán giả, bởi vì sân khấu chúng ta hình như bị khán giả người ta vượt qua, người ta có những cái đòi hỏi lớn hơn, cho nên cần sân khấu, cần phải thể nghiệm. Thế thì chỉ có điều là cái cách thể nghiệm của chúng ta còn rất là khó khăn, bởi vì chúng ta phải dồn tất cả, chúng ta có quá nhiều thể loại sân khấu, thế thì chúng ta phải dồn vào, chúng ta làm. Tất cả các liên hoan, dù là những liên hoan bình thường đều rất cần thiết. Không chỉ riêng việc tổ chức một liên hoan thử nghiệm và thể nghiệm, thì ra cái vấn đề thử nghiệm và thể nghiệm thì tôi nghĩ nó nằm ở trong một cái phạm trù của khoa học thì rất cần thiết. Bởi vì khi thử nghiệm đi ra một cái chất liệu gì mới, một cái yếu tố mới, đây là văn hóa nghệ thuật, tất nhiên là đây chúng ta nói về riêng lĩnh vực nghệ thuật, mà nghệ thuật thì luôn là sáng tạo. Sáng tạo là luôn có cái mới. Có sự giới hạn nào cho sự thử nghiệm? Lối đi mà các đơn vị nghệ thuật chọn, dù đúng hay sai, cũng rút ra được nhiều bài học quý giá. Đối với sân khấu, không có giới hạn nào. Và trong cái thử nghiệm này, thì người ta cần khán giả, công chúng khán giả là cảm được. Chứ không phải là tôi phải hiểu. Tức là phải chạm đến trái tim khán giả.
càng sáng tạo được nhiều, sân khấu càng nhiều màu sắc. Càng nhiều màu sắc thì nó càng tạo ra tính hấp dẫn, và càng tạo ra tính hấp dẫn thì nó tạo ra sức cuốn hút đối với quần chúng khán giả. Nhưng trước hết là bản chất của nó phải là mới, lạ, độc, tạo ra sự khác biệt với cái cũ mình đang có. Cái thử nghiệm thực ra nó không có cái giới hạn nào cả. Tức là trong cái sự tư duy sáng tạo, người ta có thể tìm mọi cách để ta thể hiện. Vấn đề là cái chỗ là nó có thành công hay không. Cái đúng cái sai thì lại phải được hiểu theo một cái nghĩa rộng. Đó. Tức là thế này này, cái nghệ thuật của chúng ta thì bao giờ nó cũng hướng về cái tốt, cái đẹp, cái chân thành. Thế thì cái thể nghiệm nó cũng phải trên cái cơ sở đó. Nhưng mà cái ngôn ngữ để mà thể hiện những cái trạng thái khác nhau, những tình huống khác nhau, những cái tính cách con người khác nhau, những cái không gian, thời gian của cái vở kịch khác nhau, người ta có thể hết sức phong phú trong các cái tìm tòi. Cái thử nghiệm nào cũng vậy á, đều có cái đúng và cái sai. Trong một cái phòng thử nghiệm thôi, cái phòng thí nghiệm thôi là biết bao nhiêu sự kiện xảy ra, chưa nói là huống hồ là cả một sân khấu vở diễn. Nó liên quan đến rất nhiều yếu tố như kịch bản nè, đạo diễn nè, rồi tác giả, rất nhiều thành phần tham gia vô. Vì mỗi thành phần đều có một cái gì mới đó, là nó cũng sẽ gây một sự thích thú, cho nên nó cũng sẽ dễ gây cái sự thành công và cũng có thể đi đến thất bại. Có thể là kịch bản thành công nhưng mà thiết kế thất bại, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên đây là một cái thành quả tập thể, sáng tạo tập thể. Và vì là sáng tạo tập thể cho nên là họ rất cần một cái tư duy cởi mở hơn, thoải mái hơn, là khoanh vùng trong một cái chữ gọi là thể nghiệm hay là thể nghiệm. Nên nói chung là không nên giới hạn, bởi vì càng giới hạn thì càng bó hẹp sáng tạo, mà nghệ thuật thì rất cần sáng tạo. Cho nên như chúng ta đặt vấn đề đó là phải mở rộng cả đề tài, mở rộng tất cả các thứ hết để tha hồ cho các nghệ sĩ họ sáng tạo trong vở diễn của mình. Đã là hình thức của sân khấu thì bất kể thể loại nào, kịch nói hay kịch hát đều cần những cái yếu tố thử nghiệm. Thử nghiệm để làm gì? Mục đích cuối cùng là đưa đến một con đường ngắn nhất đến với trái tim khán giả. Cho nên là nếu sân khấu không có khán giả thì bất thành sân khấu. Tức là có những cái hình thức, ví dụ như là đưa điện ảnh nè, rồi đưa rối nè, rồi đưa xiếc nè, rồi... Tức là ta đưa rất nhiều những cái công nghệ mới để làm cho cái sân khấu thăng hoa. Cái lương thì cũng cố gắng tìm tòi làm sao cái đưa cái đặc biệt là thể nghiệm về cái âm nhạc và cái hình thể để mà mình đẩy cái tiết tấu cho cái sân khấu nói. Tức là mình kết hợp cái nghệ thuật truyền thống với lại cái hình thức biểu diễn hiện đại, mà đặc biệt trong cái âm nhạc, trong âm nhạc hết sức quan trọng, nó cũng tạo cho nó đẩy cái tiết tấu lên. Người tình tốn kẻ gian tà là chính người nuôi mọc quả bên trong. Cái múa rối cũng là một trong những cái ngôn ngữ để mà nói lên cái tiếng nói sân khấu, cho nên vẫn cũng có thể tham gia thử nghiệm được. Và ngay cái rối nó cũng phát triển, cái rối không phải chỉ có là rối với đồ vật, mà con người cũng là cái rối. Cho nên cái đó cũng là một cách tìm tòi tất cả các sân khấu. Tất cả các sân khấu đều có thể làm thử nghiệm được hết, kể cả sân khấu kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, rồi thì xiếc các thứ đều có thể làm được hết. Đấy. Vấn đề là tìm được cái ngôn ngữ thể hiện, tìm được cái cách nói mới. Tất cả đều phù hợp, bởi vì sao? Họ cũng tìm cái mới. Nếu trường hợp mà giữ nguyên cái sân khấu truyền thống thì cho một đối tượng nào thôi, còn nếu mà đưa ra khán giả thì chúng ta có quyền đưa cái mới vào, nhưng cái mới làm sao đưa vào phải hợp lý. Hợp lý và đặc biệt là chúng ta phải phân vùng cả đối tượng cần xem nữa. Chẳng hạn như múa rối nước cổ truyền thì nước ngoài họ rất thích xem cái cổ truyền hẳn, chứ họ không thích cái kiểu phá cách kiểu này. Nhưng trẻ con khi xem múa rối nước họ lại, các em lại rất thích cái phá cách kiểu này. Hoặc là người Việt Nam cũng cảm giác là múa rối nước đã có thêm mở rộng nữa, bởi vì đối với mình múa rối nước là hoạt động thường xuyên rồi, một sản phẩm thường xuyên. Nhưng đối với nước ngoài thì chuyện phá cách và mở rộng cái này thì tôi nghĩ là chưa cần thiết, và họ chỉ rất thích xem cái nguyên mẫu, cái origin của Việt Nam mình. Họ đến đây để họ tìm cái nguyên mẫu đó, thì cái sự phá cách đó sẽ phải đặt ở một vị trí khác. Và như vậy thì có nghĩa là gì? Sự sáng tạo cũng phải phù hợp với sự chọn lọc khán giả để mà sáng tạo. Trần Lam, chàng chàng ơi, sao sợ kiếp vận đón tôi, xưa xa tôi... Ở các tác phẩm thử nghiệm, vai trò của người đạo diễn rất quan trọng. Dở hấp dẫn hay không là do sự sáng tạo của đạo diễn. Từ khi chọn kịch bản, họ đã tìm hiểu, lên ý tưởng dàn dựng, thể hiện sự thử nghiệm trên nhiều phương diện như âm nhạc, thủ pháp dàn dựng.
vai trò của diễn viên cũng ảnh hưởng rất lớn đến thành công của vở diễn. Diễn xuất điêu luyện của nghệ sĩ chuyển tải tinh thần của vở diễn đến khán giả trọn vẹn nhất. Vào chiều để yết kiến thiên tử quyền quý. Tôi cho là người đạo diễn cực kỳ quan trọng, bởi vì anh ấy là tác giả thứ hai của vở diễn. Anh ấy là người sắp đặt, anh ấy là người kể chuyện và anh là người tổ chức tất cả các sự kiện diễn ra, hành động kịch, kịch tình phát triển như thế nào. Và anh ấy làm việc với diễn viên nào để diễn viên tải được ý đồ sáng tạo của anh ấy. Thì người đạo diễn đối với lại sân khấu thể nghiệm là tôi cho là đấy là một trong những cái hạt nhân chính. Và cái đối tượng thứ hai chính là lực lượng nghệ sĩ diễn viên để anh tải cái ý đồ của đạo diễn đến với khán giả. Thì người trên sân khấu là người ta chỉ còn thấy là đạo diễn hòa vào với nhân vật, hòa vào với diễn viên. Thì diễn viên cũng là rất là quan trọng để kéo được khán giả và để hút được khán giả. Đồng thời khán giả cảm được, có thể cười được, có thể khóc được, có thể ngậm ngùi và cũng có thể có những trăn trở suy nghĩ. Thì chính đấy là đạo diễn phải thổi cái hồn vào cho các nhân vật. Cái người đạo diễn sân khấu luôn luôn có cái tìm tòi cho những cái tác phẩm mới của mình. Cho nên cái ngôn ngữ mà đi tìm cái thử nghiệm đó là cái ngôn ngữ nó ở trong cái trạng thái luôn luôn tiến về phía trước. Và nó không có định hình phải thế này, phải thế kia. Tôi nghĩ là tất cả những người mà tham gia biểu diễn ấy, sẽ rất thích thú khi tham gia một vở nào đó có nhiều cái mới. Bởi vì chính họ sẽ được lột xác họ qua cái cách thể hiện mới của tác giả, cũng như kịch bản. Bởi vì thử nghiệm hay thể nghiệm nói chung là tìm cái mới liên tục. Mà diễn viên mà được tham gia vào những cái mới thì họ rất là thú vị và hạnh phúc. Đối với sân khấu thì vai trò của người đạo diễn diễn viên rất quan trọng. Bởi vì là càng ngày người ta càng thấy rằng là người diễn viên và người đạo diễn càng ngày vai trò rất quan trọng. Vai trò trở thành chủ yếu. Bây giờ chúng ta phải thể hiện thế nào để cho sân khấu của chúng ta thể hiện kịch là ra kịch, thể hiện kịch hát ra kịch hát. Từng thể loại tình thực hiện các bộ môn khác cũng ra. Sân khấu khán giả là phải thay đổi, phải gần khán giả và phải phát huy, như tôi đã nói, phát huy tối đa cái vai trò của người đạo diễn, của người diễn viên. Tôi nghĩ là cái giải pháp để cho thu hút sân khấu khán giả thì thế giới người ta cũng đang tiếp cận. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta, cái nền sân khấu của chúng ta và cái cách quản lý, cách vận hành của chúng ta nó đang thiếu một cái rất quan trọng, đó là yếu tố công chúng khán giả đang xa rời sân khấu Việt Nam. Thế thì câu hỏi đặt ra có nhưng mà chưa có câu trả lời xác đáng. Thế thì nguyên nhân sâu xa vì sao mà khán giả đã xa rời sân khấu Việt Nam? Cái điều đó không chỉ riêng gì giới nghệ sĩ mà tôi nghĩ là chúng ta phải có một cuộc là đối thoại với khán giả, tương tác với khán giả, lắng nghe khán giả và có một cái chiến lược, tức là kể cả đào tạo lực lượng khán giả trẻ cho cái thế hệ về sau nó thành ra một cái bề dày và nó thành ra cái tính bền vững lâu dài thì vẫn phải đào tạo lực lượng khán giả trẻ. Thì với mong rằng sân khấu Việt Nam sẽ có được những cái công chúng khán giả mới, đặc biệt là lớp trẻ thanh thiếu niên hiện nay. Tất nhiên là bây giờ là nó đòi hỏi cái đầu tiên là cũng là cái vấn đề cái nghệ thuật biên kịch của tác giả, rồi tiếp tới là tới cái tìm tòi của người đạo diễn, rồi tới nghệ thuật biểu diễn diễn viên và sự tác phẩm. Bởi vì muốn tác phẩm tới công chúng thì nó phải đòi hỏi một sự tổng hòa về từ cái kịch bản đầu tiên. Chứ về kịch bản mà mình cứ đi vào những cái mối cũ mòn mà thì cũng được. Tức là vai trò đầu tiên là từ những cái tác giả biên kịch, có thể là những tác phẩm nó đã ra, nên là tác phẩm nó không mới, chứ là cái người ta viết cách đây có thể lâu rồi. Nhưng quan trọng cái người đạo diễn người ta muốn đưa cái kịch bản nó gần với cái hiện đại ngày hôm nay. Tôi nghĩ là luôn luôn tìm cái mới, luôn luôn mình tạm gọi vui là luôn luôn thử nghiệm với chính mình, thì nó sẽ có nhiều cái mới. Và như vậy sẽ có lợi cho khán giả và có lợi cho nền nghệ thuật nói chung. Bởi vì nếu không có cái mới sẽ không có tồn tại được. Từ các vở diễn trong liên hoan sân khấu thương hiệu quốc tế lần thứ tư, cho thấy có nhiều vở diễn tìm tòi sáng tạo ở nhiều phương diện để thu hút khán giả. Không chỉ thử nghiệm không gian sân khấu, hình thể của diễn viên cũng biến hóa liên tục.
Âm nhạc điện tử hiện đại kết hợp với diễn xuất của diễn viên tạo nên một vở diễn hấp dẫn người xem. Sự thử nghiệm đã mang lại hiệu quả. Vở diễn mang tính giải trí nhiều hơn và vẫn có thông điệp bảo vệ môi trường, giữ gìn hòa bình cho thế giới. Sáng tạo, thử nghiệm để tạo ra cái mới thu hút khán giả, sân khấu Việt Nam đã làm được và đang rất cần thêm nhiều thử nghiệm mới để khán giả hào hứng đến rạp, lấy lại được phần nào thị phần đã mất do các loại hình giải trí công nghệ số đang chiếm lĩnh từ nhiều năm nay.